Mình tên là Thành, mình là sinh viên khóa K28 đồ họa. Đây thì mình học trường cho phổ thông Kim Anh. Hiện tại thì mình đang làm cho tổ giáo dục Topica Innic. Công việc chính của mình là thiết kế quảng cáo, graphic designer và thiết kế UI UX cho web và app. Thì cũng rất may mắn này. Thì trong quá trình học sinh của trường cấp 3 thì mình đã được các thầy cô và anh chị của hệ thống T3H về trường tuyển sinh. Và khi đó thì mình đã được các anh chị đó tư vấn về các khoa học của trường, là khoa học lập trình và khoa học đồ họa. Khi đó thì mình cũng có về tìm hiểu thêm về trên website và trên báo, thì mình cũng đọc được nhiều thông tin và mình đã quyết định tham gia khoa học của trường. Khi mình học đây thì mình cảm thấy đây là một môi trường rất là thân thiện và năng động. Về thân thiện thì mình đã được các thầy cô giáo và các anh chị đây giúp đỡ về việc học tập và việc cái định hướng sau này. Còn về năng động, ngoài công việc học của mình còn được tham gia các hoạt động của hội sinh viên, tham gia các cái hoạt động tình nguyện do trường và hội sinh viên tổ chức. Thu nhập của mình trung bình mỗi tháng khoảng 2.000 đô. Ngoài ra mình cũng có một số thu nhập bên ngoài khác, từ việc làm freelancer cho các doanh nghiệp hoặc các cái cá nhân cần đến thiết kế. Theo mình thì không biết vẽ thì đều có thể học đồ họa. Như mình chẳng hạn, mình cũng không biết vẽ nhưng mình đã đi làm và thành công với công việc thiết kế đồ họa của mình. Còn nếu biết vẽ thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn và biết nhiều tư duy khác hơn về mỹ thuật, sẽ thuận tiện hơn trong việc thiết kế của mình hơn. Các em nên có cái định hướng về cái chuyên ngành học của mình cũng như là cái trường mình sắp theo học. Hiện tại ngành hot hiện nay đang là ngành công nghệ thông tin, cụ thể là các ngành công nghệ 4.0 và ngành AI. Thì các em nên yên tâm khi theo học ở T3H. Vì khi theo học thì sẽ được các anh chị hoặc là các thầy cô giáo giúp đỡ rất là nhiều. Và hẹn gặp lại các em ở T3H. Anh rất hy vọng sẽ được giúp đỡ các em trong thời gian tới. Cảm ơn các em.